7 tháng đầu năm 2021 đã trôi qua, toàn thế giới vẫn chiến đấu gian khổ với thiên tai và dịch bệnh. Song song đó, cuộc so găng của tam giác siêu cường thế giới Mỹ, Nga, Trung Quốc tiếp tục bùng nổ khắp các mặt trận. Ở Đài Loan, Trung Quốc tố Mỹ hủy diệt hòa bình khi điều tàu chiến đi qua eo biển. Ở Biển Đông, trong khi Tổng thống Philippines thể hiện giọng điệu ôn hòa, kêu gọi không lựa chọn con đường xung đột với Trung Quốc để tránh kết cục thảm khốc, thì Anh và Mỹ lại có những động thái làm Bắc Kinh bùng phát cơn thịnh nộ. Đó là những gì? Zoom cận cảnh về mâu thuẫn Mỹ-Trung. Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Bắc Kinh đã đưa thẳng mặt hai bản yêu sách vạch lằn ranh đỏ với Washington. Mặt khác, Trung Quốc được cho là đã bổ sung 230 hầm phóng tên lửa mới, chế tạo vũ khí siêu thanh và tên lửa có thể xuyên giáp mọi xe tăng trên thế giới, khiến Lầu Năm Góc phải toát mồ hôi. Bên cạnh Trung Quốc, tiềm lực quân sự đáng gờm của Nga cũng khiến cho chính quyền Tổng thống Biden đau đầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh súng đạn thật đang tăng lên theo cấp số nhân vì một hiểm họa mới của thời đại công nghệ. Và trong cuộc chiến tiềm tàng đó, e rằng Mỹ sẽ phải lao đao trước sức mạnh của hải quân Nga với hàng loạt các siêu tàu ngầm uy lực. Ai cũng tuyên bố cần phát triển vũ khí mới để tăng sức phòng vệ, đảm bảo an ninh quốc gia. Nhưng trên thực tế, các cường quốc đã sản xuất nhiều loại vũ khí có sức mạnh hủy diệt như thế nào? Mỹ, Nga, Trung và những cuộc đấu trí trên bàn đàm phán liệu có giúp giảm bớt căng thẳng? Hay những lời cảnh báo và động thái quân sự không khoan nhượng đang đẩy thế giới vào một phen bất ổn mới? Câu trả lời sẽ được bóc tách trong bản tin Thế giới trong tuần của FBNC ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và ngay sau đây sẽ là toàn cảnh thế giới tuần qua. Như vậy thì sức nóng vẫn lan tỏa ở eo biển Đài Loan khi Trung Quốc ráo riết tập trận và điều chiến cơ áp sát hòn đảo 23 triệu dân, tăng cường thị uy hướng tới kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc PLA vào ngày 1 tháng 8. Theo Taiwan News, một máy bay quân sự Trung Quốc đã tiếp tục tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào chiều thứ Tư 28 tháng 7, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 14 trong tháng này. Cụ thể, theo cơ quan quốc phòng Đài Loan, một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Y-8 của PLA đã bay vào góc tây nam ADIZ của hòn đảo. Đài Loan đáp trả bằng cách gửi máy bay phát cảnh báo bằng sóng vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay Trung Quốc. Tất cả các máy bay mà Bắc Kinh đưa vào vùng nhận dạng trong tháng này đều là máy bay phản lực cánh quạt Y-8 bay chậm và bao gồm 11 biến thể tác chiến chống ngầm, 5 tác chiến điện tử và một máy bay trinh sát. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam. Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là một loạt các nỗ lực truyền tải thông điệp răn đe, lặp đi lặp lại như tầm ăn dâu, nhưng không dùng đến các hoạt động vũ lực làm bùng nổ xung đột ngay lập tức. Và cùng với việc uy hiếp vùng trời Đài Loan, những hoạt động quân sự của Trung Quốc còn khiến cho mặt biển dậy sóng. Đài CCTV cho biết trong tuần qua, binh chủng tăng thuộc quân đoàn 73 của quân đội Trung Quốc PLA vừa tổ chức diễn tập quy mô lớn ở phía đông nam nước này, cách Đài Loan không xa, nhằm tăng cường khả năng tấn công chiếm đảo. Dù truyền thông xứ Trung không nói rõ, nhưng có thể thấy đây là cuộc tập trận tấn công hòng sáp nhập Đài Loan. Và ngay sau đây là những hình ảnh chi tiết về cuộc diễn tập đáng gờm do Đài CCTV công bố. Trong kịch bản diễn tập, cuộc tấn công đổ bộ chiếm đảo tiến hành vào ban đêm. Các xe thiết giáp nhanh chóng tập kết, sau đó cố gắng chiếm đóng hòn đảo từ cánh trái. Mục tiêu ban đầu là mở ra con đường tiếp cận từ biển lên đất liền. Đến rạng sáng, một nhóm xe thiết giáp trinh sát được ngụy trang cẩn thận bắt đầu tiến vào bờ biển của đối phương, thu thập tình báo và chuyển về cho bộ chỉ huy. Trong khi đó, các tàu tấn công đổ bộ cũng nhanh chóng áp sát hòn đảo. Tư lệnh Chen Song, chỉ huy nhóm xe thiết giáp trong quân đoàn 73 cho biết, các tàu tấn công đổ bộ sẽ chịu áp lực khá lớn khi cố gắng tiếp cận bờ biển. Nếu các thiết bị không hoạt động hiệu quả, nó có thể dẫn đến nhiều tình huống ngoài mong đợi, ảnh hưởng đến độ an toàn của thiết bị và kết quả chung của chiến dịch. Và với sự hỗ trợ dày đặc của pháo binh từ biển cũng như từ đất liền, nhóm quân tấn công đổ bộ sẽ lập tức di chuyển từ tàu tấn công lên bờ, chạm trán với quân đội đối phương, cố gắng giành quyền kiểm soát ngay trong trận chiến đầu tiên mang tính bước ngoặt này. Về phần mình thì Trung Quốc mặc sức điều chiến đấu cơ thị uy sức mạnh, lại điều chiến hạm và xe thiết giáp tập trận hùng hậu. Thế nhưng nếu như đại kình địch Mỹ có bất kỳ hành động nào ở gần eo biển Đài Loan, thì Trung Quốc lại dùng những từ ngữ đầy mùi thuốc súng để cảnh báo. Vào hôm 29 tháng 7 vừa qua, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Quân đội Trung Quốc tuyên bố họ đã giám sát không rời mắt một tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.
quân đội Trung Quốc gọi đây là động thái mới nhất nằm trong chiến lược khiêu khích lặp đi lặp lại của Hoa Kỳ. Trước tình trạng này, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung Quốc thậm chí cáo buộc Mỹ là kẻ hủy diệt lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Bộ Tư lệnh Trung Quốc đã triển khai các lực lượng hàng hải và trên không theo dõi và giám sát chặt tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ trong suốt hành trình nó thực hiện quá cảnh ở eo biển Đài Loan vào hôm thứ Tư 28 tháng 7. Thượng tá Shi Yi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh cho biết, các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Washington cho thấy Mỹ là kẻ hủy diệt lớn nhất đối với hòa bình và ổn định, cũng như tạo ra rủi ro an ninh ở eo biển Đài Loan. Ông Shi Yi cho biết thêm, các binh sĩ của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của PLA luôn sẵn sàng đối phó với mọi loại đe dọa và khiêu khích, đồng thời kiên quyết, tự tin và có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của họ trước sự hung hăng của Washington và đồng minh. Và trước sự răn đe liên hoàn của Bắc Kinh trên khắp các mặt trận, diễn tập hỏa lực cũng có, cảnh báo đanh thép cũng ngày càng thường xuyên, Đài Loan đang phản ứng như thế nào? Cho đến nay, thì chính quyền của bà Thái Anh Văn cho thấy họ đang quyết tâm bảo vệ sự tự do và lối sống của hơn 23 triệu người dân với một trong những biện pháp cụ thể nhất là trang bị khí tài hiện đại từ Mỹ. Có thể nói, tấm khiên mạnh mẽ nhất của Đài Loan ở thời điểm này là sự hậu thuẫn của Lầu Năm Góc từ huấn luyện quân sự đến hỗ trợ vũ khí. Trong thương vụ mới nhất, Đài Loan đã ký thỏa thuận trị giá 343 triệu đô la Mỹ với Hoa Kỳ để mua 6 thiết bị trinh sát và các bộ phận liên quan, với mục tiêu giúp cho không quân tăng cường giám sát các hoạt động ven biển của Hải quân Trung Quốc, thay vì những bức ảnh theo dõi kém chất lượng như trước đây. Theo hợp đồng được Cơ quan Quốc phòng Đài Loan công khai, thỏa thuận được ký vào ngày 7 tháng 7, bao gồm 6 vỏ cảm biến trinh sát MS-110 gắn bên ngoài máy bay, 3 trạm mặt đất có thể vận chuyển, 1 trạm mặt đất cố định, các bộ phận thay thế và sửa chữa, hệ thống hỗ trợ và hậu cần, gói huấn luyện đào tạo sử dụng khí tài và huấn luyện quân binh. Được biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt toàn bộ thỏa thuận vào tháng 10. MS-110 là một vỏ đa kính được trang bị cho máy bay để ghi lại hình ảnh và thông tin tình báo ở tầm xa, có khả năng tương thích với các máy bay chiến đấu tiên tiến, bao gồm máy bay phản lực F-16, F-15 và FA-19, và có thể chụp hình ảnh có độ phân giải cao ở tầm xa, thậm chí là trong cả các kịch bản giám sát xuyên biên giới và thực chiến. Theo nhà cung cấp Collins Aerospace của Mỹ, MS-110 cho phép bao phủ hình ảnh cả ngày lẫn đêm, diện rộng và tầm xa. Các vỏ máy bay trinh sát MS-110 sẽ được chuyển đến Hoa Liên ở phía đông Đài Loan, nơi lực lượng không quân đặt căn cứ phi đội máy bay chiến đấu F-16. Trong báo cáo gửi cơ quan lập pháp vào tháng 9, lực lượng không quân Đài Loan cho biết họ đã tìm cách mua các vỏ máy bay từ Mỹ về để lắp cho máy bay phản lực F-16 của mình với chi phí đề xuất ban đầu là 9,81 tỷ đài tệ để giao hàng từ năm 2022 đến năm 2029. Lực lượng không quân của hòn đảo hiện tại có 142 máy bay chiến đấu F-16. Bên cạnh đó, Đài Loan đã đặt hàng thêm 66 máy bay phản lực F-16V Viper tiên tiến hơn từ Mỹ và mở một trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa khu vực cho máy bay chiến đấu. Vào tháng 10, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết, việc mua bán này sẽ giúp cải thiện năng lực của hòn đảo trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp khả năng tình báo, giám sát và trinh sát ISR kịp thời cho an ninh và phòng vệ. Thưa quý vị, những gì đã xảy ra ở Hồng Kông không bao giờ được xảy ra ở Đài Loan. Đó là câu tuyên bố của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra khi làm cố vấn cho cuộc đối thoại chiến lược mới nhất giữa ba bên Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan diễn ra vào 29 tháng 7. Xoay quanh cuộc đối thoại này, các nhà lập pháp từ ba khu vực đã gióng lên hồi chuông báo động về kế hoạch bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng cao của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan. Theo nguồn tin từ tờ Nikkei Asia, sự kiện này có tên Đối thoại chiến lược ba bên, với trọng tâm bàn luận về vấn đề an ninh chung và những động thái gần đây của Trung Quốc. Trong đó, ông Abe đặc biệt nhấn mạnh những chỉ trích về các hoạt động hàng hải của Trung Quốc, trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc mở rộng phạm vi bành trướng ở nhiều khu vực và tất cả đều nằm trong những chiến lược đầy toan tính. Tôi nhận thấy những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là có liên quan với nhau. Ngoài ra, cựu Thủ tướng Abe còn kêu gọi Mỹ và Đài Loan tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP để thúc đẩy hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa Mỹ, Nhật, Đài. Cá nhân ông cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO với tư cách quan sát viên và hy vọng chính quyền Bắc Kinh chấp nhận sự tham gia này với tinh thần cởi mở. Kết thúc buổi hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukishi đã gửi một thông điệp nói rằng ông hy vọng về một cuộc đối thoại tuyệt vời sẽ tiếp tục trong trung và dài hạn.
Về phía Hoa Kỳ, cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông Bill Hagerty, đã tham gia và còn kêu gọi chính quyền của Tổng thống Dân chủ Joe Biden ký một thỏa thuận thương mại với Đài Loan. Ông Hagerty hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở để tăng cường trật tự khu vực. Trung Quốc đang sở hữu một lực lượng hải quân đông đảo nhất thế giới và không chỉ có eo biển Đài Loan mới phải nếm trải sức ép tăng cường từ các hành động diễu võ dương oai trên mặt trận biển. Biển Đông cũng chưa có một ngày yên ả. Thế nhưng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày 26 tháng 7 lại một lần nữa nhấn mạnh chiến tranh với Trung Quốc không bao giờ là một lựa chọn vì nó sẽ đem lại kết thúc thảm khốc đối với đất nước của ông. Giọng điệu của ông Duterte khác biệt với nhiều quan chức quốc phòng Philippines, những người đã ra sức tố cáo Bắc Kinh thường xuyên điều tàu đến các vùng biển tranh chấp, cũng như mặc sức khai thác tài nguyên và làm ô nhiễm Biển Đông. Ông Rodrigo Duterte đã đọc thông điệp quốc gia cuối cùng trên cương vị Tổng thống Philippines vào ngày 26 tháng 7. Ông gợi ý rằng Philippines sẽ kiên trì với lập trường hòa giải với Trung Quốc. Theo Nikkei Asia, Tổng thống sắp mãn nhiệm bày tỏ ý định giữ khoảng cách bình đẳng với các nước, nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các quốc gia và tìm kiếm các quan hệ đối tác có hiệu quả. Các nhà phê bình cho rằng ông Duterte sợ phải cứng rắn với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, trong khi Philippines vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc về hỗ trợ kinh tế và vaccine COVID-19. Đề cập đến phán quyết tháng 7 năm 2016 của Tòa án Quốc tế bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lãnh thổ ở Biển Đông, ông Duterte nói rằng đó là một phần của luật pháp quốc tế, nằm ngoài sự thỏa hiệp, nằm ngoài tầm với của các chính phủ. Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích các động thái bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, cả trước và sau khi có phán quyết này. Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận phán quyết này và thậm chí gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Triệu Lập Kiên, đã gọi sự phân xử bằng trọng tài này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông Duterte đã thể hiện rõ rằng ông không muốn xung đột với Trung Quốc. Một nhân tố mới khuấy động chính trường các nước ven biển Tây Thái Bình Dương trong hai tuần gần đây chính là hạm đội tàu sân bay của Anh. Khi chiến hạm mạnh nhất của Anh là HMS Queen Elizabeth tuần hành đến khu vực, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu hàng loạt các cuộc tập trận trên Biển Đông nhằm thể hiện nước này luôn luôn sẵn sàng trực chiến với những vị khách mà Bắc Kinh không muốn thấy mặt. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, gần đây quân đội Trung Quốc đã đóng các hoạt động giao thông hàng hải ở hai khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông thuộc phía nam của Trung Quốc để tổ chức các cuộc tập trận. Còn theo hình ảnh vệ tinh thu được từ cơ quan vũ trụ châu Âu, đội quân diễn tập có thể bao gồm tàu sân bay Sơn Đông và tàu tấn công đổ bộ Hải Nam. Thời báo Hoàn Cầu lưu ý rằng các cuộc tập trận có thể được lên lịch từ lâu, trùng hợp với thời điểm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hiện diện trên Biển Đông. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một động thái chứng tỏ PLA luôn sẵn sàng trực chiến để răn đe các vị khách phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh không ngừng phô trương uy lực ở các vùng biển gần Trung Quốc. Sự so kè của hai siêu cường Mỹ-Trung để tranh giành sức ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Từ hôm 27 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á đến Singapore, Việt Nam và Philippines. Bộ trưởng Austin là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới này. Và trong bài phát biểu ở Singapore, tướng Austin khẳng định Mỹ sẽ không tìm cách đối đầu với Trung Quốc, nhưng cũng không nao núng một khi lợi ích của Washington bị đe dọa. Vào ngày 27 tháng 7, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore In Hand, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề cập một số vấn đề căng thẳng liên quan tới Trung Quốc, trong đó bao gồm yêu sách lãnh thổ của nước này ở Biển Đông. Theo ông Austin, yêu sách của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế, đi ngược lại chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Ông Austin nhấn mạnh, thời gian qua Mỹ đã xúc tiến các nỗ lực nhằm thiết lập những cuộc gặp trực tiếp với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc nhằm thực hiện cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với chính quyền Bắc Kinh. Mặc dù khẳng định Mỹ sẽ không tìm cách đối đầu với Trung Quốc, tuy nhiên ông Austin cũng nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ không nao núng một khi lợi ích của nước này bị đe dọa. Ông Austin là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm khu vực Đông Nam Á. Theo các nhà quan sát, thì chuyến công du lần này của ông Austin còn mang một trọng trách lớn lao, đó là nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và Trung Quốc đã thực sự nổi cơn thịnh nộ sau bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Vào hôm 29 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore lớn tiếng nói ông Austin đã đổ thêm dầu vào lửa và đại diện cho sự lừa dối, kiêu ngạo của Hoa Kỳ. Trong một bài đăng dài trên Facebook, Đại sứ quán Trung Quốc thẳng thừng chỉ trích bài phát biểu của ông Austin chẳng khác nào một cuộc tấn công và bôi nhọ Trung Quốc.
phía Bắc Kinh lên án việc người đứng đầu Lầu Năm Góc nhắn đến vấn đề Biển Đông là nhằm gieo rắc bất hòa giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng. Mặt khác, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo Mỹ không nên can thiệp sâu hơn vào các vấn đề Đài Loan và Tân Cương. Bắc Kinh nhấn mạnh, việc Washington cho rằng lập trường hiện tại về Đài Loan phù hợp với chính sách một Trung Quốc chính là một lời nói dối trắng trợn. Trung Quốc khẳng định luận điệu của ông Austin chỉ nhằm phục vụ cho mục đích địa chính trị của Mỹ và ra sức kềm tỏa Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi Thế giới trong tuần. Tiếp sau đây sẽ là toàn cảnh cuộc chạy đua tranh giành ngôi siêu cường thế giới của Mỹ và Trung Quốc trong tuần qua. Mới đây, Trung Quốc đã yêu cầu bên phía Mỹ cần phải thay đổi lối suy nghĩ sai lệch và các chính sách nguy hiểm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong kêu gọi dừng lại việc tưởng tượng hình dung Bắc Kinh là một kẻ đối địch. Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman vào sáng 26 tháng 7 đã có những nội dung rất đáng chú ý. Ông Tạ cho rằng quan hệ Mỹ-Trung đang rơi vào bế tắc, đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Nói về nguyên nhân của việc này, ông Tạ cáo buộc là do một số người Mỹ luôn đối xử với Trung Quốc như kẻ thù trong trí tưởng tượng. Tiếp đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra văn bản cho biết ông Tạ đã gửi cho bà Sherman hai bản danh sách mà Mỹ cần xem xét. Thứ nhất đó là danh sách những hành động mà Washington nên làm để sửa chữa lỗi lầm với Trung Quốc. Và thứ hai là danh sách những vấn đề mấu chốt mà Bắc Kinh quan tâm nhất. Cụ thể, danh sách yêu cầu của Trung Quốc đặt ra cho Mỹ để hàn gắn mối quan hệ bao gồm dỡ bỏ hạn chế visa đối với các quan chức Trung Quốc và gia đình của họ, dỡ bỏ trừng phạt đối với các quan chức và cơ quan chính phủ Trung Quốc, dỡ bỏ hạn chế đối với Viện Khổng Tử và các doanh nghiệp Trung Quốc, chấm dứt việc xem truyền thông Trung Quốc như gián điệp nước ngoài, bãi bỏ yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu về Mỹ. Trong khi đó, danh sách những vấn đề Trung Quốc bày tỏ lo ngại, kêu gọi Mỹ đừng dấn sâu thêm, bao gồm đối đãi bất công với người Trung Quốc ở Mỹ, gây khó khăn cho đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc, bạo lực đối với công dân Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, ông Tạ còn lớn tiếng cho biết Bắc Kinh bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ đối với những hành động và tuyên bố sai lầm của Mỹ trong hàng loạt vấn đề như điều tra nguồn gốc COVID-19, Đài Loan, Tân Cương, Hồng Kông và Biển Đông. Ông Tạ nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi Mỹ không đánh giá thấp tinh thần quyết tâm, kiên định và khả năng mạnh mẽ của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và các quyền lợi phát triển đất nước. Trước thềm cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung, cả hai bên đều tỏ ý không nhân nhượng. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ dạy dỗ Mỹ làm sao để đối đãi công bằng với nước khác. Trong khi đó, quan chức cấp cao từ Washington nhấn mạnh, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đến Trung Quốc với vị thế của kẻ mạnh. Không chỉ gửi hai bản yêu sách vạch ra lằn ranh đỏ với Mỹ, Trung Quốc còn được cho là ráo riết phát triển những vũ khí có sức mạnh hủy diệt. Lầu Năm Góc và các nghị sĩ Cộng hòa ngày 27 tháng 7 đã bày tỏ những lo ngại mới về việc Trung Quốc tăng cường kho vũ khí hạt nhân sau khi rộ lên báo cáo Bắc Kinh xây thêm 110 hầm phóng tên lửa mới. Cụ thể, Hiệp hội các nhà khoa học Liên bang Mỹ AFS hôm 26 tháng 7 nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hầm phóng tên lửa mới ở vị trí gần thành phố Hami thuộc khu tự trị Tân Cương. Cách đây vài tuần, một báo cáo khác cho biết Trung Quốc thiết lập 120 hầm phóng tên lửa ở khu vực sa mạc thuộc huyện Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc. Trên Twitter, tài khoản của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ trích đăng bài báo của New York Times về các hầm phóng tên lửa của Trung Quốc và bình luận: "Đây là lần thứ hai trong hai tháng công chúng phát hiện những hiểm họa gia tăng mà thế giới phải đối mặt, cũng như bức màn bí mật bao quanh nó." Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 7 cũng tỏ ra lo ngại về tiến trình phát triển hạt nhân của Trung Quốc. Washington cho rằng Bắc Kinh đã đi chệch khỏi chiến lược hạt nhân hàng thập kỷ qua, đó là dựa trên sự răn đe tối thiểu. Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần có các biện pháp thực tế để làm giảm nguy cơ chạy đua vũ trang toàn cầu. Và cũng liên quan đến cuộc chạy đua hiện đại hóa kho vũ khí của Trung Quốc, gần đây nước này đang phát triển một thiết bị laser độc nhất vô nhị, có thể giúp máy bay quân sự và tên lửa siêu thanh bay nhanh và xa hơn, mở rộng phạm vi hoạt động đến nhiều khu vực hơn nữa, nhằm phục vụ cho tham vọng sâu xa của Bắc Kinh. Như vậy thì vũ khí siêu thanh của Trung Quốc đã có bước phát triển nhảy vọt nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Thông thường khi di chuyển với tốc độ siêu thanh, nghĩa là gấp 5 lần tốc độ âm thanh, máy bay hay các loại vũ khí sẽ phải gặp rất nhiều lực cản từ không khí, có thể ảnh hưởng đến an toàn bay và tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ. Đứng trước thử thách này, cách tốt nhất là phải thiết kế một hình dạng hợp lý cho khí tài siêu thanh. Thế nhưng, các chuyên gia Trung Quốc nói rằng những cải tiến hơn nữa phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu. Thay vào đó, một nhóm các chuyên gia laser tại Đại học Kỹ thuật Không gian Bắc Kinh đã đưa ra một giải pháp tháo gỡ bài toán này theo cách tiếp cận khác. Theo đó, họ đã chế tạo một loại súng laser cực mạnh gắn trên đầu của một máy bay hoặc tên lửa siêu thanh, không nhắm vào kẻ thù mà nhắm vào các phân tử không khí mỏng ngay phía trước. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, thiết bị này có thể làm giảm lực cản không khí từ 70% trở lên.
Chuyên gia Wang Jiankai và các đồng nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Không gian Bắc Kinh cho biết, công nghệ mới có thể thay đổi cấu trúc sóng xung kích phía trước phương tiện siêu thanh và sau đó thay đổi tốc độ, phân bố áp suất để triệt tiêu phần lớn lực cản. Vũ khí laser độc đáo này có thể gia tăng sự an toàn cho các chuyến bay và thậm chí là giải quyết luôn cả bài toán kinh tế. Các nhà nghiên cứu cho biết, Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ này khi chế tạo vũ khí mặc dù một số vấn đề kỹ thuật vẫn cần giải quyết. Trung Quốc đã thành lập lực lượng chuyên trách chiến tranh trên không gian và mạng vào năm 2015. Ý tưởng về một tia laser nổ trong không khí đã có từ nhiều thập kỷ, nhưng dường như vẫn chỉ nằm trên giấy, chủ yếu là do các nhà khoa học có những giải thích khác nhau về cách thức hoặc lý do hoạt động của nó. Theo ông Quang, sự phát triển của công nghệ laser ở Trung Quốc vẫn được dự kính nhưng tiết lộ rằng mô hình lý thuyết được các nhà khoa học Bắc Kinh sử dụng phức tạp hơn bất cứ nơi nào khác. Dù được đánh giá là một phương pháp khả thi, nhưng một bài toán nan giải khác mà các chuyên gia laser Trung Quốc phải giải quyết đó là về kích thước súng laser và cả tia laser để có thể gắn lên máy bay cũng như tên lửa siêu thanh. Thưa quý vị, bên cạnh mặt trận khí tài quân sự, Mỹ-Trung còn chưa dừng lại cuộc đấu tố gay gắt lẫn nhau về khởi nguồn của đại dịch COVID-19. Trong tuần này, ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc gặp với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Kuwait và hối thúc cơ quan này điều tra nghiêm túc hơn nguồn gốc COVID-19, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối gay gắt. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, đã có bài viết thổi phồng vấn đề và cho rằng tác động của phía Mỹ lên WHO là hành vi thao túng không chấp nhận được. Tại cuộc điều tra lần trước vào tháng 3 2021, kết luận được đưa ra đã bác bỏ giả thuyết virus thoát khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trung Quốc phản đối mọi hoạt động của WHO dưới sức ép của Mỹ nhằm làm tổn hại các lợi ích của nước này, cũng như làm giảm uy tín trên trường quốc tế. Những hành động chính trị hóa nguồn gốc COVID-19 cần phải dừng lại. Được biết, hồi đầu tháng 7, WHO đã quyết định lập một đoàn chuyên gia thứ hai tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc COVID-19 với yêu cầu được quyền truy cập vào các dữ liệu thô ban đầu khi đại dịch vừa mới bùng phát. Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ và cho rằng các dữ liệu nhạy cảm của họ không thể được chia sẻ với bên ngoài. Trung Quốc khăng khăng nói dữ liệu nhạy cảm quốc gia không thể chia sẻ với toàn cầu. Thế nhưng, các nhà dịch tễ hàng đầu nước Mỹ lại cảnh báo việc Trung Quốc từ chối hợp tác với WHO và các nước để tiếp tục điều tra nguồn gốc COVID-19 mới chính là điều làm tổn hại đến kho dữ liệu toàn cầu về dịch bệnh, gây khó khăn cho nỗ lực ngăn cản đại dịch tiếp theo. Ông Peter Hotez, người đứng đầu trường cao đẳng dược Baylor ở thành phố Houston cho biết, chúng ta đã có hai đại dịch virus corona bắt đầu bùng phát từ Trung Quốc và không có gì đảm bảo đại dịch tiếp theo không lây lan từ nước này. Vì vậy, điều tra ở Trung Quốc là cơ hội lớn nhất của chúng ta để tìm hiểu và kiểm soát nguy cơ virus lây từ dơi sang người. Chúng ta không thể làm điều đó nếu không đi đến Trung Quốc. Chẳng có cách nào điều tra được cội nguồn đại dịch ở nơi cách điểm bùng phát 5.000 dặm cả. Dù WHO kêu gọi điều tra giai đoạn 2 và Tổng giám đốc Tedros cho biết các sự cố phòng thí nghiệm có thể xảy ra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia NHC của Trung Quốc Tăng Ích Tân cho biết ông bị sốc trước yêu cầu này. Ông Tăng nói việc WHO tiếp tục điều tra là trái với lẽ thường và phản khoa học trong nhiều khía cạnh. Mặt khác, theo báo Mỹ Politico, chính phủ Trung Quốc đang hướng quốc tế xem xét giả thiết virus SARS-CoV-2 thực tế có nhiều nguồn gốc và đã bùng phát lên ở nhiều nơi trên toàn cầu. Vì vậy, cần điều tra ở những nơi khác ngoài Trung Quốc. Giáo sư Chris Breyer tại trường Johns Hopkins cho biết việc Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi điều tra là có vấn đề lớn. Ông cho rằng chúng ta đang vật lộn và virus vẫn đang giành chiến thắng. Nhưng điều cuối cùng mà chúng ta mong muốn đó là ngăn cản đại dịch tiếp theo. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải hiểu rõ đại dịch COVID-19 đã bùng phát ra sao và bắt đầu lây nhiễm như thế nào. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc về kinh tế, đối ngoại, quân sự đang vấp phải sự phản kháng trên toàn cầu. Tại biên giới vùng phía tây lãnh thổ Trung Hoa trên dãy Himalaya, một cuộc xung đột âm ỉ lại đang bước vào hồi gay cấn nhất. Thực vậy, khi băng tan dần vào mùa hè đã khiến cho Ấn Độ và Trung Quốc có điều kiện thuận lợi để thực hiện thêm nhiều hành động bài binh bố trận đáng chú ý. Theo đó, Trung Quốc vừa mới triển khai tên lửa chống tăng phát triển nội địa SJ-12 trang bị cho Bộ Chỉ huy Chiến khu Tây Tạng thuộc Quân đội Trung Quốc PLA. Loại tên lửa này có sức công phá mạnh, thường được so sánh với vũ khí Javelin của Mỹ, được cho là có thể hủy diệt xe tăng trong bất kỳ trận chiến nào trên thế giới.
Theo thông tin của Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Tạng, vào hôm thứ Năm, một lữ đoàn trực thuộc chiến khu này đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận sâu trong cao nguyên, và một hình ảnh liên quan đến cuộc tập trận cũng được công bố, cho thấy binh sĩ đang mang loại tên lửa chống tăng vác vai HG-12 hay còn gọi là Hồng Tiễn 12, lần đầu tiên được đưa vào biên chế của POA. Loại vũ khí này giúp cho mỗi binh sĩ POA có thể tiến hành đòn tấn công xe thiết giáp của đối phương một cách độc lập và hiệu quả hơn so với nhiều loại vũ khí chống tăng trước đây. Do đó, việc trang bị tên lửa Hồng Tiễn 12 thực sự tăng cường đáng kể cho khả năng chống tăng của quân đội Trung Quốc, theo các chuyên gia nhận định. Được biết, tên lửa Hồng Tiễn do tập đoàn quốc doanh Norinco sản xuất, nó được cho là có sức mạnh tương đương tên lửa Javelin của Mỹ, sở hữu hệ thống dẫn đường hồng ngoại tiên tiến với chức năng khóa mục tiêu trước khi phóng. Còn khi phóng lên trời, tên lửa Hồng Tiễn có thể phá hủy bất kỳ xe tăng nào trên thế giới, bởi nó có thể tấn công theo phương thẳng đứng và xuyên thủng lớp giáp dày đến 1.100mm. Ngoài Javelin của Mỹ, thì Hồng Tiễn 12 là loại tên lửa chống tăng tiếp theo có thể tấn công mục tiêu theo cách đầy uy lực như vậy. Vũ khí này có thể khiến Ấn Độ phải lo ngại khi hai bên vẫn không thể giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya. Và để đối đầu với người hàng xóm hùng mạnh ở vùng biên giới hiểm trở, Ấn Độ đang rất sốt sắng thảo luận thương vụ mua chiếu tướng của Nga, loại máy bay tàng hình tiên tiến nhưng có mức giá thấp hơn nhiều so với F-35 của Mỹ. New Delhi đang cảm thấy sự bức thiết cần phải giải quyết một vấn đề có thể đe dọa an ninh quốc gia, đó là việc không quân Ấn Độ chưa có loại tiêm kích nào đủ sức đương đầu với J-20 của Trung Quốc. Báo South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho biết Ấn Độ đang nóng lòng muốn mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 do hãng Sukhoi của Nga sản xuất. Tiêm kích này mang tên chiếu tướng với đặc điểm nổi bật là khả năng tàng hình vượt trội và mức giá tương đối thấp. Tập đoàn quốc phòng Sukhoi cho biết chiếu tướng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2, tức gấp 2 lần tốc độ âm thanh, phạm vi hoạt động 3.000 km và tải trọng 7,4 tấn. Sukhoi kỳ vọng sẽ thử nghiệm tiêm kích mới vào năm 2023 và bắt đầu bán ra thị trường nước ngoài từ năm 2026. Nga cũng lên kế hoạch sản xuất 300 tiêm kích chiếu tướng trong vòng 15 năm tới, để thay thế dần các máy bay cũ. Hiện chưa rõ yếu tố công nghệ của chiếu tướng, như ông Wei Dongsu, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nhận định, thiết kế khí động học của chiếu tướng cho thấy nó có khả năng tàng hình tốt hơn so với Sukhoi Su-57. Loại tiêm kích đầu tiên thuộc thế hệ thứ 5 của Nga, vừa được đưa vào biên chế hồi tháng 12 năm ngoái. Bên cạnh Su-57, trên thế giới hiện chỉ có 3 loại tiêm kích khác thuộc thế hệ thứ 5 được triển khai, đó là Thành Đô J-20 của Trung Quốc, F-22 và F-35 của hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Trong đó, chỉ một F-35 được bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, các thương vụ cũng giới hạn trong số đồng minh của Washington. Được biết, Ấn Độ đã thảo luận mua F-35 với Lockheed Martin, tuy nhiên chưa ra quyết định cuối cùng vì mức giá đắt đỏ. Dù vậy, sau cuộc đụng độ kinh hoàng ở biên giới Ấn Trung vào năm ngoái, New Delhi kiên quyết phải trang bị tiêm kích thế hệ thứ 5 để phòng thủ. Hiện giờ, Trung Quốc đã triển khai phi đội J-20 sẵn sàng đối đầu ở biên giới. Trong khi đó, Ấn Độ chỉ đang sử dụng tiêm kích Dassault Rafale thế hệ 4.5 do Pháp sản xuất. Ông Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để dự đoán. Nếu New Delhi nhận được tiêm kích chiếu tướng của Nga thì cán cân quân sự ở biên giới sẽ thay đổi ra sao? Ông Tống cho hay tiêm kích Nga thường có ưu điểm về động cơ và thiết kế khí động học, tuy nhiên tỏ ra yếu kém về hệ thống khai hỏa và hệ thống điện tử. Thưa quý vị, chính trường thế giới tháng 7 vừa qua không chỉ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc, mà nước Nga dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Vladimir Putin cũng tăng cường đối đầu không khoan nhượng. Đáng chú ý, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu đanh thép: "Chúng ta hiện có khả năng phát hiện mọi kẻ thù dưới lòng biển, trên mặt nước và trên không, cũng như tung ra đòn đánh vô phương ngăn chặn nhằm vào chúng nếu cần thiết." Cùng với lời tuyên bố đầy ấn tượng này, Nga còn phô diễn sức mạnh với nhiều loại khí tài đáng gờm, được ông Putin cho là dẫn đầu thế giới về sức mạnh hải quân. Hơn 50 tàu chiến Nga, từ tàu tấn công cỡ lớn đến tàu tuần tra nhỏ hơn, đã thực hiện hành trình băng qua sông Neva, qua vịnh Phần Lan để thị uy sức mạnh. Trong đó bao gồm tàu khinh hạm đa nhiệm đô đốc Kasatonov được đưa vào biên chế hồi năm ngoái. Chiến hạm này có thể làm nhiệm vụ ở những vùng biển xa và được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, cùng với ngư lôi và các vũ khí chống tiêm kích. Buổi lễ duyệt binh còn có sự góp mặt của tàu tuần dương đô đốc Yustinov, cũng chính là tàu mặt nước lớn nhất tham gia vào sự kiện hôm Chủ nhật vừa qua. Tàu quân sự này được trang bị tên lửa chống ngầm Vulcan, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 550 km. Trong khi đó, sau khi được biên chế năm 2020, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kinias Vladimir đã có lần đầu tiên tham gia vào lễ duyệt binh ở Saint Petersburg. Tàu ngầm này sở hữu công nghệ tàng hình tiên tiến và chở theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava.
hồi tháng 3 nó vừa hoàn thành chuyến thám hiểm đến Nam Cực. Lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập Hải quân Nga được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7 và như FPNC đã đưa tin, Hải quân Nhân dân Việt Nam năm nay đã cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung tham gia vào sự kiện trọng đại của quân đội Nga. Và thưa quý vị, đội tàu ngầm với uy lực hàng đầu thế giới của Nga đang khiến cho Mỹ và các cường quốc khác phải e ngại. Tuy nhiên, Nga không ngủ quên trên chiến thắng mà liên tục lột xác hạm đội, ráo riết thực hiện những kế hoạch đóng mới tàu ngầm hạt nhân. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hạm đóng tàu Shevast ở thành phố Severodvinsk dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường Krasnoyarsk vào ngày 30 tháng 7. Dự kiến, chỉ huy Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Yevmanov sẽ tham dự buổi lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm tiên tiến mới nhất này. Nó nằm trong đề án 885M, tức là tàu ngầm lớp Yasen-M. Hiện tại có 7 tàu ngầm thuộc đề án 885M đang được tập đoàn Shevmas sản xuất ở nhiều giai đoạn khác nhau. Trước đó, siêu tàu ngầm Kazan đã mở màn cho đề án này, được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 7 tháng 5. Các tàu ngầm thuộc đề án 885 và 885M được trang bị tên lửa dẫn đường Caliber PL và Onyx như vũ khí tấn công cơ bản. Nga triển khai sử dụng tên lửa Onyx vào đầu những năm 2000 và đến nay nó vẫn là một trong những sát thủ diệt hạm đáng sợ nhất thế giới. Trong khi đó, tên lửa Caliber lại là một trong những mẫu vũ khí tầm xa uy lực và đáng tin cậy nhất của quân đội Nga. Nó đạt tầm bắn tối đa 2.500 km, mang đầu nổ nặng 400 kg và được dẫn đường chủ động. Vì vậy, Caliber được coi là cánh tay nối dài của lực lượng vũ trang Nga. Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về sức mạnh tăng cường của Hải quân Nga với nhiều tàu ngầm được đóng mới liên tục. Phó Đô đốc Mỹ Andrew Lewis, chỉ huy hạm đội thứ hai hồi năm ngoái cảnh báo rằng những tàu chiến của chúng ta không thể hoạt động ở những nơi trú ẩn an toàn trên bờ Đông hoặc không còn đi qua Đại Tây Dương mà không gặp cản trở nữa. Lo ngại trên chủ yếu xuất phát từ sự cải thiện nhanh chóng của các hạm đội tàu ngầm Nga. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ có thêm 5 tàu ngầm thuộc lớp Yasen-M gia nhập Hải quân Nga vào cuối thập kỷ này. Khi đó, sức mạnh răn đe chiến lược của Nga sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Trước một nước Nga ngày càng có tiềm lực quân sự hùng mạnh, Mỹ cùng với các nước đồng minh ở châu Âu không ngừng tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn. Mới đây, Mỹ, Ukraine, Litva và nhiều đồng minh khác đã huy động 1.200 binh sĩ, 200 phương tiện tấn công tiến hành vào cuộc diễn tập Ba Thanh Kiếm từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 7. Một vài nội dung diễn tập bao gồm điều động trực thăng làm nhiệm vụ hậu cần, xe thiết giáp chở quân tiến ra thao trường, binh sĩ nã đạn vào các mục tiêu đối địch. Một sĩ quan không quân Ukraine cho biết, chúng tôi đang tiến hành nhiều cuộc diễn tập chiến thuật. Điều này cho thấy sự sẵn sàng của Ukraine và các đồng minh để hợp tác đẩy lùi đòn tấn công thù địch. Cuộc tập trận tổ chức trong bối cảnh căng thẳng không ngừng sụp sôi giữa NATO với Nga. Điện Kremlin hồi tháng 6 đã cảnh báo sẽ ném bom vào chiến hạm của NATO nếu còn tuần hành khiêu khích ngoài khơi bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Vào tháng 6, Ukraine và Mỹ cũng tổ chức cuộc diễn tập gió biển, quy tụ lực lượng vũ trang của 30 quốc gia, tiến hành tập trận hoành tráng trên Biển Đen, mặc cho Nga đã ra sức kêu gọi hủy bỏ sự kiện này. Còn nhớ khi tàu khu trục Anh đi qua vùng biển gần bán đảo Crimea mà Moscow tuyên bố chủ quyền, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói, ngay cả khi Nga đánh bom nhấn chìm tàu chiến Anh, cũng không làm bùng nổ Thế chiến thứ ba, vì các bên muốn khai mào cuộc đại chiến này đều biết là họ không thể bước ra lành lặn. Thế nhưng mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại có quan điểm trái ngược. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công mạng diễn ra dày đặc hơn có thể làm bùng nổ chiến tranh súng đạn thật giữa các cường quốc. Tổng thống Biden phát biểu như trên trong chuyến thăm văn phòng Giám đốc Tình báo Mỹ vào hôm 27 tháng 7 cho thấy sự lo ngại đối với mối đe dọa an ninh mạng gia tăng từ Nga và Trung Quốc. An ninh mạng đã trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Biden sau khi hàng loạt các thực thể quan trọng của xứ sở cờ hoa bị tin tặc tấn công, trong đó bao gồm mạng lưới quản lý của công ty công nghệ SolarWinds, công ty năng lượng Colonial Pipeline, công ty chế biến thịt JBS USA và hãng phần mềm Kaseya. Những vụ tấn công mã độc khét tiếng nói trên đã tác động sâu sắc đến nước Mỹ, hậu quả không chỉ gói gọn ở từng doanh nghiệp đơn lẻ. Một số vụ tấn công đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm. Ông Biden phát biểu, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta rơi vào cuộc chiến trên thực địa với các cường quốc, thì nguyên nhân là vì những hậu quả nghiêm trọng của tấn công mạng và những mầm mống hiểm họa đó đang tăng lên theo cấp số nhân. Tổng thống Biden cũng cáo buộc Nga đang lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả hành động này rõ ràng là xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Và thưa quý vị, bất chấp những căng thẳng dai dẳng, Nga-Mỹ cũng vừa mới có một số động thái xoa dịu và hướng tới mối quan hệ dễ đoán định hơn trong tương lai. Theo đó, các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Nga trong tuần cuối tháng 7 này đã tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm giảm leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức gặp mặt cấp cao vào tháng 9 tới đây. Cụ thể, hai phái đoàn đàm phán Mỹ-Nga do Thứ trưởng Ngoại giao hai bên Wendy Sherman và Sergei Ryabkov dẫn đầu vào ngày 28 tháng 7 đã có cuộc gặp tại trụ sở cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Geneva, Thụy Sĩ. Được sự ủy nhiệm của các nhà lãnh đạo hai nước, đây là lần đầu tiên sau gần một năm hai bên tổ chức cuộc đàm phán ổn định chiến lược trong bối cảnh bùng nổ mâu thuẫn song phương về một loạt các vấn đề, bao gồm cả kiểm soát vũ khí. Đánh giá về kết quả cuộc đàm phán, hai bên tỏ ra khá hài lòng. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mô tả cuộc gặp là chuyên nghiệp và thực chất, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đã thể hiện sự sẵn sàng để tham gia vào một cuộc đối thoại xây dựng. Đây là cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên giữa Nga và Mỹ dưới thời chính quyền mới tại Mỹ và được quyết định sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin vào hồi tháng 6 2021. Quý vị đang tiếp tục theo dõi Thế giới trong tuần. Tiếp theo, hãy cùng với chúng tôi điểm lại những sự kiện chính trị an ninh xã hội đáng chú ý nhất vào tuần cuối tháng 7 này. Tại Triều Tiên, giữa cơn khủng hoảng trầm trọng về an ninh lương thực, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa mới có bài phát biểu làm dậy sóng dư luận quốc tế. Ông nói, lệnh phong tỏa kéo dài đã ngăn COVID-19, nhưng đã khiến đất nước này đối mặt với tình trạng thảm khốc không thua gì chiến tranh. Ông Kim phát biểu như trên trong một buổi hội nghị với các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 68 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn bày tỏ kỳ vọng thế hệ hôm nay sẽ thắng cuộc chiến với COVID-19, cũng giống như thế hệ trước đã giành thắng lợi trên chiến trường. Về vấn đề an ninh lương thực, hồi tháng 6, ông Kim đã khiển trách một quan chức hàng đầu vì thiếu trách nhiệm và thất bại trong ứng phó COVID-19, gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia, khiến cho đất nước phải đối mặt với nạn đói. Các chuyên gia về địa chính trị và cơ quan lương thực Liên Hiệp Quốc cảnh báo Triều Tiên có nguy cơ rơi vào tình trạng đói kém tràn lan do sự tàn phá của dịch bệnh, thiên tai, cộng thêm việc phong tỏa đóng cửa biên giới nghiêm ngặt. Một chuyên gia nói với báo South China Morning Post, lệnh phong tỏa do Bình Nhưỡng tự ban hành, hóa ra là đòn trừng phạt kinh tế thảm khốc nhất từ trước đến nay. Và trong bối cảnh đất nước lún sâu vào bất ổn, ông Kim Jong-un đang tìm cách thắt chặt lại mối quan hệ với đồng minh Trung Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, ông Kim vào sáng ngày 29 tháng 7 đã đến thăm tháp hữu nghị ở thủ đô Bình Nhưỡng. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ sự tham gia của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đặt vòng hoa tưởng niệm. Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un khẳng định tình hữu nghị cũng như mối quan hệ tốt đẹp được vun đắp giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ được tiếp nối bền chặt thế hệ này qua thế hệ khác trên con đường vì mục tiêu chung. Triều Tiên và Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ thân thiện và gần gũi trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đang bế tắc cũng như sự cạnh tranh Mỹ-Trung đang leo thang. Vào đầu tháng 7 này, ông Kim và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Trung Triều và nhấn mạnh cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ giữa hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên cũng có những tia hy vọng khởi sắc. Vào ngày 28 tháng 7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đang đứng ở một vạch xuất phát một lần nữa cho mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa. Từ ngày 27 tháng 7, hai miền Triều Tiên đã khôi phục đường dây nóng liên lạc cấp chính phủ và giữa hai quân đội vốn đã bị cắt hồi tháng 6 năm ngoái. Ông Park Soo-hun, thư ký cấp cao về truyền thông công chúng của Phủ Tổng thống cho biết việc mở lại đường dây nóng là kết quả của quá trình Tổng thống Moon Jae-in trao đổi một số bức thư cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong vài tháng qua. Quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc còn bày tỏ hy vọng về một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai ông Moon Jae-in và ông Kim trước nhiệm kỳ của ông Moon kết thúc vào tháng 5 năm sau. Và chuyển sang dòng sự kiện về khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Ngày 26 tháng 7, chính quyền quân sự của Myanmar đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020, mà trong đó Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng, đồng thời tuyên bố những cuộc bầu cử này không tự do và không công bằng. Theo ông Thanh Su, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thống nhất do chính quyền quân sự Myanmar lập nên, thì các cuộc điều tra đã phát hiện hơn 11 triệu trường hợp không minh bạch trong quá trình bầu cử. Ông Thanh Su thông báo đây là lý do mà kết quả bầu cử năm 2020 bị hủy bỏ. Ông không đề cập rằng liệu các cuộc bầu cử mới tại quốc gia 54 triệu dân này có được tổ chức hay không.
Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1 tháng 2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng với các thành viên cấp cao của đảng NLD với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử. Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Tình trạng xã hội rối ren sau cuộc đảo chính chưa phải là vấn đề nghiêm trọng duy nhất, mà dịch COVID-19 còn đang đe dọa cuộc sống của người dân Myanmar. Đáng chú ý, đại biểu Anh ở Liên Hiệp Quốc vào ngày 29 tháng 7 cảnh báo một nửa trong tổng số dân 54 triệu người Myanmar có thể nhiễm COVID-19 trong vòng 2 tuần tới. Đại biểu Anh Barbara Woodward cho biết trong một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thảo luận về vấn đề Myanmar, cho rằng cuộc đảo chính đã khiến nền y tế Myanmar gần như sụp đổ, các y bác sĩ bị tấn công và tống vào tù. Bà nhấn mạnh, virus đang lây lan rất nhanh trong cộng đồng ở Myanmar. Theo một số đánh giá, 27 triệu người dân có thể nhiễm COVID-19 chỉ trong 2 tuần nữa. Truyền thông chính quyền quân sự Myanmar vào hôm thứ Tư cho biết, các lãnh đạo quân đội đang tìm cách thúc đẩy hợp tác quốc tế để kiểm soát virus. Myanmar hiện báo cáo chính thức hơn 294.000 ca nhiễm và 9.000 người đã chết. Tuy nhiên, y bác sĩ và người làm dịch vụ tang lễ cho biết con số thiệt mạng trên thực tế lớn hơn rất nhiều. Các lò hỏa táng đang làm việc hết công suất. Myanmar gần đây nhận 2 triệu liều vaccine của Trung Quốc, nhưng tỷ lệ tiêm chủng đến hiện tại chỉ đạt khoảng 3,2%. Và chuyển sang đến các đợt mưa lũ ngàn năm có một ở Trung Quốc. Dù lượng mưa trong tuần này đã giảm và tình hình nghiêm trọng nhất cũng đã qua đi, nhưng số nạn nhân thiệt mạng tại tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục tăng. Ước tính đã lên đến 99 người tính đến ngày 31 tháng 7. Tổng số người bị ảnh hưởng lên đến gần 14 triệu người. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hơn 1 triệu hecta hoa màu, trong đó có gần 200.000 bị quét sạch hoàn toàn, hơn 18.000 ngôi nhà bị sập và 46.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 14 tỷ đô la. Các công việc thống kê thiệt hại vẫn tiếp tục được tiến hành. Trong khi đợt cuồng phong vừa qua đang có dấu hiệu lắng xuống, Trung Quốc vẫn tích cực chuẩn bị trong trường hợp tháng 8 tới đây có thể mưa bão sẽ quay trở lại hoành hành ngoài tầm kiểm soát. Tháng 7 và tháng 8 thường là hai mùa mưa bão nghiêm trọng ở Trung Quốc. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở mùa mưa lũ năm nay, lượng mưa trên cả nước giảm 1,1% so với năm ngoái, tuy nhiên lại tập trung không đồng đều. Một số nơi lượng mưa đặc biệt lớn như tại tỉnh Hà Nam và không loại trừ khả năng trong tháng 8 sẽ có nhiều cơn mưa nặng hạt hơn nữa. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 29 tháng 7 cho biết Mỹ đang quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc tăng cường giám sát, quấy rối và răn đe phóng viên Mỹ cùng nhiều nước khác khi báo chí tác nghiệp ở vùng thảm họa lũ lụt tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc. Một nhóm tổ chức của phóng viên nước ngoài ở Trung Quốc cho biết các nhà báo của BBC và Los Angeles Times thậm chí đã bị đe dọa tính mạng khi đưa tin về đợt bão lũ Thiên Niên Kỷ. Phát ngôn viên Ned Price cho biết, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hành xử có trách nhiệm, thể hiện tinh thần hoan nghênh truyền thông nước ngoài trong bối cảnh Bắc Kinh sắp đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Cùng với mưa lũ, Trung Quốc đang đứng trước áp lực lớn về nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát. Hiện nước này đang siết chặt mọi biện pháp chống dịch khi chuỗi lây nhiễm từ sân bay thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô được cho là đã lây lan sang 15 thành phố khác chỉ sau hơn 2 tuần ngắn ngủi. Sự lây nhiễm quá nhanh này là do biến chủng quái vật Delta, vốn đang hoành hành ở 132 quốc gia trên thế giới. Theo báo South China Morning Post, chính phủ Trung Quốc kiên quyết không để dịch tái bùng phát mạnh mẽ và đã gây áp lực khổng lồ đối với thành phố Nam Kinh và tỉnh Giang Tô, yêu cầu các quan chức nhìn nhận nghiêm túc, rút ra bài học kinh nghiệm và phán đoán chuẩn xác hơn để khống chế đợt lây nhiễm. Ổ dịch Nam Kinh hiện có hơn 200 F0, bao gồm ít nhất 30 bệnh nhân từ 15 thành phố khác, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ổ dịch Nam Kinh bùng lên hồi tuần trước, khi nhiều nhân viên vệ sinh ở sân bay quốc tế Lộc Khẩu xét nghiệm dương tính. Tiếp tục chiến lược chống dịch không khoan nhượng, các thành phố Trung Quốc đã cho xét nghiệm nhanh hàng chục triệu người, siết chặt các biện pháp kiểm soát bao gồm truy vết và phong tỏa. Các thành phố Chu Hải, Trung Sơn của tỉnh Quảng Đông đã xét nghiệm tầm soát diện rộng ngay sau khi phát hiện F0 liên quan đến Nam Kinh. Thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam cũng đã đưa ra những biện pháp tương tự sau khi một cậu bé 12 tuổi tiếp xúc gần với bệnh nhân tỉnh Tứ Xuyên và cũng có liên hệ với Nam Kinh. Ở Bắc Kinh, cặp đôi dương tính sau khi đến thăm Hồ Nam khiến cho chính khu vực dân cư phải phong tỏa. Người dân xét nghiệm 3 ngày một lần. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh kêu gọi người dân không rời khỏi thủ đô. Đại diện cơ quan này cho biết, mùa hè vốn là đợt cao điểm du lịch, có rất nhiều chuyến đi và tụ tập đông người. Tuy nhiên,
mọi người không nên lơ là, chủ quan trước dịch bệnh. Chúng tôi khuyến nghị người dân tránh rời khỏi thủ đô trong thời gian tới. Xin hãy đổi địa điểm tới vùng ngoại ô Bắc Kinh cho những hoạt động ngoài trời ngắn ngày và hạn chế tụ tập quá đông người. Như vậy, nhiều địa phương Trung Quốc cũng đã không thoát khỏi sự tấn công của biến chủng Delta, được WHO đánh giá là dễ lây nhiễm nhất trong số các biến thể COVID-19 hiện nay. Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên san Nature, nhóm chuyên gia dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông Trung Quốc cho biết, những người nhiễm phải biến thể này có tải lượng virus cao hơn 1.260 lần so với biến chủng SARS-CoV-2 ban đầu. Nó rất dễ lây lan. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng cho hay, theo ước tính hiện tại, biến thể Delta có tốc độ lây truyền cao gấp 2 lần so với biến chủng SARS-CoV-2 gốc. Và thưa quý vị, chúng ta đã vừa điểm qua toàn cảnh thế giới tuần qua với những diễn biến gay gắt nhất. Thế giới trong tuần của FBNC cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào chương trình tuần sau.